Thôi tiếp tục cái series về thánh. À, vậy vậy yêu chứ. Làm quỷ thân sâu. La San bị ảnh. Đoàn Tiến y nhân, người ngăn cản ta không tha. Nhất kiếm uy chấn tứ thần châu. Gọi với một tiếng có dám đáp lời. Kiếm khí đúng khoanh. Kiếm đậu thiên phong. Nhất kiếm uy chấn tứ thần châu. Kiếm khí đúng khoanh. Thất tinh diệu quang đánh lùi tà đạo. Người ngăn cản ta không tha. Ngọc Hồ bị ảnh. Điệu nhảy của ta có thể làm trẻ giảm bớt sự đau khổ trong lòng mọi người. Rồi lại tiếp tục là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục cái video về yêu. Yêu như mình đã từng chia sẻ các bạn rồi ha. Đây là đội hình của yêu mà chủ ạt lên ha, hướng lên. Đây là đủ 15 sao rồi ha. Ý 12 sao chứ chưa được 15 bạn. Toàn bộ full cam, không chơi tướng đỏ nha. Các bạn sẽ để ý rằng là đương nhiên các bạn chơi tướng cam thì nó sẽ thiệt thòi về một cái gì đó, nhưng mà nếu như bạn tính đường lâu dài hơn, các bạn đã nạp ra ít đỉnh hoặc là một mức độ nào đó thì các bạn sẽ được lợi hơn những người mà ấy thì sẽ rất là khó khăn ha, khó khăn. Rồi hạt này thì 7 ngày là có cái gì bạn lại full, như là nạp đặt mất 4 triệu tiền nha, là full hết tất cả. Đừng có nhầm lẫn. Thanh Ngưu đến thắng cũng đây. Chu Ạc đang đứng top của đấu trường ha. Đây là phòng thủ ha. Như Chu Ạc thánh cao lực chiến hơn nè. Đấy. Nói chung thì để đi ải đi các kiểu con đà điểu thì nó như vậy các bạn. Giờ chúng ta sẽ đánh thử nha. Rồi chúng ta sẽ coi ha. Về mặt mình đánh để cho các bạn thấy rằng khi bạn up team lên á, nó đánh là một cái gì đó rất là thú vị. Đây con này chơi Minh đây. Rồi đánh với yêu ha, đánh với mình, yêu đánh với mình. Rồi, bạn nào cũng biết rồi, rất là mình thì không phải bàn cãi rồi. Đó là cái gì đó khác biệt của game ở đâu đoạn đầu game ha, còn giai đoạn cuối game nói với anh em nông dân không biết chừng nào gọi là cuối, theo bạn chừng nào thì là cuối, mình cũng không biết chừng nào cuối. Chơi nào cảm thấy thích thì nghỉ, không thích nữa thì nghỉ, hoặc là cứ cho hoặc là bán gì đó, đại loại là cứ chơi thôi. Bây giờ bạn thấy game thì bán đâu được nhiêu tiền so với nạp, ví dụ như nạp 400.000 bán ra chắc 40.000 hoặc 50.000 gì đó. Hồ hỏa thiêu đốt dãy dụa, sau đó hỗn loạn thành một khối. Thất tinh diệu quang đánh lùi tà đạo. Chân tay kiếm khí đúng khoanh. Kiếm đậu thiên phong. Thôi đó là đánh với Hạc Minh đang top hạng tư của đấu trường ha. Đây là Trâm Minh. Đây là Trâm Minh đây. Đấy. Có những thứ mình chia sẻ các bạn ha. Thì như mình đã từng nói rất là nhiều hạt thì có thể các bạn có thể up theo rất là nhiều hướng khác nhau, về các bạn up vừa tăng vừa công vừa tăng. Các bạn có thể up theo hướng là đam chết bỏ người ta, một là mình thắng, hai là mình thua. Đấy. Giao lại cho ta. Các bạn cũng có thể theo hướng là đánh tới cùng, chơi tới cùng, hoặc là cầu nhây để nói chung là phải định hướng rõ để sau này á mình mới lên, càng về sau á thì cái định hướng của mình nó sẽ càng đi đúng, nó sẽ đừng bị lệch, nó sẽ giảm được cái lượng tài nguyên của các bạn khi mà đánh ở bên ngoài rất nhiều. Việc thắng hay thua cũng là như này, thấy không? Chung là giai đoạn đầu game mà các bạn có được thắng một cái đâu đơn vị nào đó thì nó cũng rất là bình, nó là tốt. Đây khi mà các bạn chơi chơi team mà có tướng đỏ, các bạn không nâng được cho nó, gọi là nó hỗ trợ tối đa cho team thì sẽ, nó sẽ thiệt thòi cho các bạn ha, được không? Chơi cam nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Sớm lên vĩ ngạn, tâm nguyện hồ hỏa, thanh hồn đoạn điệu. Gọi với một tiếng có dám đáp lời. Tuy Yến phải động thủ rồi. Cuồng phong đến, hãy cùng nhảy múa nào. Cầu phúc cán băng đùi hồ hỏa. Đao của ta chỉ dung lên vì chính nghĩa. Mình chỉ test những người ở gần thôi, những người ở xa quá như ạc này nó đã quá xa với server hiện tại thôi nha. Doan đã đứng hạng 3 rồi, bây giờ muốn đánh thì đánh chỉ hạng 1 hạng 2 mới ngang lực thôi, thấy không? Ngộ không, những người có tiền người ta đi lối đi riêng, những người không có tiền mình cũng đi lối đi riêng, lối đi của riêng mình là bằng một dàn tướng cam đấy. Đó là những điều mà kiếm khí xung quanh ăn một kẻ của lão tông để thanh kiếm này kết thúc đi. Phải động thủ rồi. Đánh đào quá. Chung rất nhiều người on in vào nhện là bình thường nha các bạn ha. Chơi minh mà. La Sam bị ảnh. Đoàn phiến ý nhất. Kết quả cũng là thế. Như kiếm uy chấn tứ thần châu. Kiếm khí xung quanh. Mới hành động một chút mà đã náo động toàn cuộc. Ta không hứng thú với bọn tép kêu. Đại hoang nổ trảm, dãy dụa, sau đó hỗn loạn thành một khối. Các bạn nhớ nha, khi bạn chơi tướng cam hay bất kỳ tướng nào, các bạn dồn cho nó là lên sao đầu tiên nhất có thể, và cái nước màu thì nhà có cái chai nữa. Kiếm khí xung quanh, như kiếm uy chấn tứ thần châu. Dãy dụa, sau đó hỗn loạn thành một khối. Như kiếm uy chấn tứ thần châu. Sau cơn đau sẽ bỏ mạng. Cản. Gắt quá. Thì thí thì hên xui, đánh nhau cũng biết. Thôi hôm nay ạc này tốt ha. Nay mình đã từng nói với bạn là không phải là các bạn cứ chơi đỏ là sẽ ngon đâu. Ví dụ như ở đội hình này, đây chơi ngu mơ dương đỏ nè. Đây, chơi đỏ đây. Ông này chơi Hồng Hoài Nhi. Đấy, không phải là cứ chơi đỏ là sẽ tốt đâu. Nó quan trọng là cách úp của các bạn và cách chơi các bạn như thế nào ha, để cho team các bạn được một cái gì đó nhất định. Thì mình nói ở video trước đó, mình nói mình để cho các bạn một cái hạt này nó làm được gì, chơi được gì, mà khi chơi cam thì nó sẽ ra được cái gì ha, nó quá nhiều sao như vậy ha. Rồi, kết thúc video 7 ngày ha, ạt đạt 16k lực chiến. Bây giờ qua ngày thứ 8 rồi, hoạt động 7 ngày đây hết nè. Qua ngày thứ 8 nó sẽ có, nó có bắn cá rồi các bạn ha, bắn cá rồi. Server này không như những server khác ha, anh em server mà như đó mình chơi server 30 giờ này là bắn cá bắn ầm. Server này chưa thấy người bắn ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video khác nha các bạn. Nuôi xuống đi, giao lại cho ta. Đấy, đó là những gợi ý của mình để các bạn chơi. Tóc sao lại bạc trắng như vậy? Đừng nên lo.